Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn hai cái mẫu động cơ 130 phân khối. Mẫu động cơ này thì trên thân máy nó sẽ ghi là 124, dung tích xi lanh là 124 đây các bạn nhé. Đấy, cho nên có thể gọi là máy 130, hoặc nếu gọi chính xác thì gọi là máy 125. Máy này là dòng thương hiệu của Insean. Đấy. Đây. Tất cả các máy này là đều là dòng của Insean. Hai dòng máy côn tay và côn tự động. Đây. Các bạn phân biệt giữa côn tay và côn tự động này. Côn tự động thì nó không có cái cần này. Cần này cần để kéo côn này. Đây cái lỗ dây cần kéo côn ở đây. Đấy. Còn đây là máy côn tự động này. Những cái dòng này thì đều có thể lắp vừa những cái dòng như Dream, Way và những một số cái dòng xe máy khác. Tất cả những cái dòng máy này thì vẫn sử dụng cốt nhông nhỏ các bạn nhé. Đối với cái dòng này thì các bạn lắp số lùi xe 3 bánh vào ấy, nếu mà để chế xe 3 bánh ấy, thì rất là tốt, bởi vì cái trục của nó dài. Thường thường ấy, cái xe máy của mình trục nó chỉ đến đây thôi, nhưng riêng thằng này trục nó dài đến tận đây luôn. Lắp xe 3 bánh chở hàng là rất tốt. Đây là cái chứng chỉ của nó này, chứng chỉ chất lượng này. Đấy. Thương hiệu nhà máy đây này. Máy Insean này. Chứng chỉ xuất xưởng và chứng chỉ chất lượng. Tất cả những cái dòng máy có thương hiệu bên Trung Quốc là đều có chứng chỉ hết các bạn nhé. Đấy. Máy này thì nó để tiêu đề là 130. Tuy nhiên trên lòng thì nó ghi là 124 phân khối. Thì các bạn cũng không nên thắc mắc, cái này thì mình cũng không giải thích được. Cũng giống như những cái dòng Yamaha ấy, hoặc là dòng máy xe 110 ấy, thì các bạn để ý trên cái dung tích thực tế của nó chỉ có 104 thôi. Đấy, chẳng hạn như thế. Hoặc là những cái dòng máy hơi 50 ấy, thì trên những cái lòng xi lanh dung tích nó chỉ ghi là 49. Thì cái này là nhà máy sản xuất người ta như thế. Cho nên các bạn có thể gọi cái dòng này là 130 hoặc 125 đều được. Đấy. Đây là hai con côn tự động và côn tay. Máy thì sẽ đi kèm theo cần số, cần khởi động và bình xăng con. Có ngoài Bắc thì gọi là chế, còn ở trong miền Nam thì gọi là bình xăng con. Cái đó thì là tên gọi thôi. Bạn nào không mua chế cũng được, có mua chế cũng được để bớt tiền đi. Không mua chế thì bớt đi 100. Máy này thì bên mình đang bán với giá là 3.750.000 có bình xăng. Đấy, các bạn giá đồng giá như nhau nhé. Lòng khô làm mát bằng không khí. Côn tự động là cái máy bên tay trái các bạn, còn côn tay là các máy bên tay phải. Đấy. Con côn tự động này thì nó bóng này. Còn côn tay thì nó đen xám mờ này. Cái màu sắc này thì nó không quan trọng đâu các bạn nhé. Có đợt mình bán thì nó màu trắng, có đợt mình bán thì nó lại màu vàng ghi như thế này. Thì các bạn mua hàng thì thông cảm cho, vì cái nhà máy thì nó cũng như cái xe máy thôi. Nó có màu xanh, có màu đen, có màu bạc. Quan trọng là cùng chủng loại, cùng chất lượng và cùng nhà máy là được. Đấy. Máy thì có dập mã các thứ này. Mã vạch, chứng chỉ chất lượng này. Đấy. Số 1234 và số mo. Mọi chi tiết đặt hàng thì xin liên hệ 0983818955. Bên mình sẽ cân thử cho các bạn xem một cái nhé. Đây, trọng lượng tịnh của nó là một con là 21,5 kg. Đây, nhà mình thì có bán rất là nhiều mặt hàng khác nhau. Nhíp này,
Hai nhíp tất cả đều hàng nhập hết. Trục cầu này, vi sai này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật thêm chuông thông báo để nhận được những cái video mới ra đầu tiên.